Ok, xin chào mọi người nhé, lại là mình đây. Thì hôm nay mình tiếp tục với một cái series trong cái series về gộp server không? Thì tiếp tối vào trong video lần trước, nếu bạn đã để ý cái nick Xuân Ngân này, cái đợt tour vừa đại đại chiến ấy, thì mình đã cho bạn thấy một điều là nick này nó đã thiếu một tí, nó cần thêm một cái trang sức nữa sẽ đủ bộ không? Thành ra đấy, bạn chủ nick bảo mình là vào để xử lý nốt, để cho nạp nhẹ một chút vào để lấy nốt trang sức, cũng như là lấy nốt con Tiamat. Ở đây bạn có thể thấy ở trong kho đang có gần gần đủ con Tiamat rồi. Ví dụ ở đây mình đang thấy ở đây nó có 90 mảnh không, mình sẽ lôi ra xem có dư mảnh nào bên ngoài không, cộng tổng xem là bao nhiêu. Đây mình thấy hiện tại có 90 mảnh không. Bây giờ mình xem trong một thương thành nào. Thương thành ở đây mình sẽ đổi ra mảnh ở cái này xem được bao nhiêu mảnh. Nó có 8 mảnh không? Tức là bây giờ mình chỉ còn thiếu có 2 mảnh nữa thôi. Thì hai mảnh ứng với 3.000 điểm đúng không? Hai mảnh ứng với 3.000 điểm. À đây, chào xanh nhá. Xanh đang hỏi mình đang quay clip thì đúng rồi đấy. Bây giờ mình đang quay lúc 3 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 7, đang rạng sáng mà không ngờ có bạn đang on à. Có bạn đang online đúng không? Bạn xanh sắp sửa được lên clip cùng rồi. Nhưng mà quay trở lại với chuyên môn đi. Quay trở lại với chuyên môn đi thì ở đây mình quay lại đây. Mình thiếu hai mảnh đúng không? 1.500 mảnh à, 1.500 điểm một mảnh thì hai mảnh là 3.000 điểm. Tức là tương đương với 1.500 vàng. Ở đây đang có 7.756 vàng, mình chỉ cần đổi nhẹ 1k vàng vào thôi. Khi mình đổi 1k vàng vào trong cái đây, mình sẽ tắt cái mặt mình đi một tí để cho hội viên mình lên sóng một tí nhá. Thì khi mình đổi 1k vàng vào trong cái trong game ấy, thì mình sẽ được thêm cái trang sức. Ở đây nó cho mình thêm một cái trang sức túi chọn C này. Đấy là một túi chọn 7 sao không? Bây giờ vì cái nick này như trước bạn để ý là một số cái nick của mình sẽ không đăng nhập được vào tài khoản. Thế này ra mình sẽ phải nạp thông qua cái cách là mình truy cập vào trong cái điện thoại để mình quy đổi vào. Nên thành ra sẽ mất chút thời gian thôi. Đây là xin giới thiệu bạn bạn Xanh nhá. Xanh ở đây là trên kênh YouTube của mình cũng hay hay lên nói chuyện đấy. Là My Skidred đấy. Mình hay gọi là Trường vì tiếng Anh mình đọc kém quá. Mình hay gọi tên tiếng Việt luôn. Thì ok nhé, bây giờ mình sẽ tiến hành vào quy đổi. Nhưng cái quá trình quy đổi mình hơi mất thời gian hơn một chút vì em sẽ dùng điện thoại. Thứ hai ở đây là mình điện thoại mình sắp hết pin nữa. Thì quá là sao tranh thủ vào nhanh nhất có thể. Mình sẽ đổi 1.000 vàng thôi nhé. Tại vì đây mình thấy cần 1.000 vàng là đủ rồi. Mình chỉ đổi cho vừa đủ, mình không đổi dư. Mình sẽ chọn là chỗ quy đổi. Mình sẽ đổi vào game vua hải tặc. Nói chung là khi bạn chơi ấy, mà nếu bạn xác định không mắc được ấy, thì bạn hãy tính toán làm sao cho nó vừa đủ đấy nhé. Tại vì ra là nhu cầu mỗi bạn mỗi khác không. Mình không thể nào suốt ngày cứ mắc đều được. Mà mình sẽ chỉ xem ra mình cần như thế nào, mình đổi vừa đủ như thế thôi. Chỗ này mình sẽ đổi vào đây là 1.000 vàng. Và sau đó mình sẽ đợt sang cái đợt sau mình sẽ thêm nó 50. Nếu mình tùy, bây giờ là ngày đầu của cái tích lũy đợt này. Thành ra là thêm cái đợt ngày đầu tiên của cái phản hồi tiếp theo ấy, mình sẽ thêm 50k nữa vào. Thì như vậy tổng cộng mình được 1.500 vàng không? Mình ăn được full cái tích lũy. Còn ở đây mình chỉ vứt vào 1.000 vàng trước để ăn tròn cái này đã. Thì mấy bạn nào hay là cái kiểu bắt cầu như mình sẽ hiểu cách mình đang làm. Còn đây là vàng này, nói chung là chủ nick thôi. Thực ra khi mình vào chủ nick, mình vào tài khoản chủ nick thì mình thấy ở đây vẫn còn dư 5.000 vàng nữa, thì thích thì nạp thêm vào cũng được. Nhưng thôi hiện tại mình để vậy thôi. Còn chủ nick nạp thêm hay không thì kệ nhé. Ở đây mình thì đổi vào cho vừa đủ cho cái mục tiêu mình muốn có đấy. Mình thấy là mục tiêu là lên con Tiamat trong video này, cũng như là thêm được cái bộ trang sức để tăng thêm tí ma công thiên phú đúng không? Bây giờ mình sẽ vào ở đây, mình không biết chủ nick có bán cốt hay không nên mình sẽ không động vào cái cốt trong ngân hàng cốt. Mình sẽ tiến hành lĩnh cái quà trong này thôi. Rồi đầu tiên ở đây mình sẽ có được cái túi trang sức này. Thì với cái túi trang sức này bạn sẽ có ở đây là mình có một túi trái 8 sao nhỏ được cất vào trong. Tiếp theo ở đây là mình có túi trang sức 7 sao C, sẽ có từ hồng hoang cho đến hoàng long không? Thì như mọi lần mình đã nói đấy, mình sẽ phải đi dò cho chắc ăn. Hồng hoang đến hoàng long mình cứ nhớ như thế. Đó, mình xem thiếu trang sức nào mình thêm vào. Trang sức kiểu cứ chẵn cặp và sẽ tăng chỉ số nhé. Hồng hoang đến hoàng long này. À mình vừa lướt qua mất rồi. Đây hoàng long đúng không? Đây mình thấy ở đây này, ma công thiên phú cộng 0.28 nếu mình thêm được trang sức ma phòng không? Vậy thì mình sẽ lấy cái phiến ngọc với ma phòng. Ở đây mình xem qua tí chỉ số này. Lo mình ở thời điểm hiện tại đang 4.86 xx trừ đúng không? Mình sẽ tăng thêm một bậc đấy. Phiến ngọc này, xong lấy cái cuối cùng. Giờ rất rồi nó tăng lên không? Đấy các bạn để ý không?
nó lên được 5.14 không? Nó tăng lên đây được xx cộng. Đấy đầu tiên là bạn thấy cái chỉ số nó tăng nhé. Tiếp theo còn trang sức tiếp theo là trang sức từ san hô cho đến huyền hoàng không? Mình sẽ tiếp tục xem. Mình sẽ dò chắc ăn. Bạn không nên tin vào trí nhớ của bạn nhé. Tại vì nên nhiều khi bạn nhớ nhầm một phát rất là khổ đấy. San hô cho đến huyền hoàng. Cứ đi xa chắc ăn đi. Ở đây mình thấy cái càn khôn này, càn khôn có thêm được ma công thiên phú 0.18 này. Và đang thiếu cái món vật công, mình sẽ lấy cái này càn khôn. Tăng thêm thiên phú đấy. Càn khôn mà lấy món đầu tiên nhá. Thì bạn cứ căn làm sao từ tối ưu nhất cho bạn có thể thôi không? Lại tăng tiếp này. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi không? Đấy bạn lên được 3 con x trừ không? Thế nó chỉ cần 100k mà bạn biết tận dụng 100k đều đều ấy thì bạn hoàn toàn tăng thiên phú rất là nhiều. Và dĩ nhiên là bạn nào làm được nhiều hơn nữa thì tăng nhiều hơn nữa thì mình không nói. Nhưng ở cái mức độ vừa phải này thì bạn chỉ cần như vậy thôi, đúng không? Mình không cần phải quá nhiều, mình chỉ 100k thôi. Thì kết hợp với tuần trước ăn mắc thôi. Nhưng tuần này có 100k là xong. Nó đơn giản nhẹ nhàng nữa. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tiến hành là tiêu ít vàng, nên bạn ấy bảo tiêu vàng để cho đủ đúng không? Hiện tại ngoài này đã có 98 mảnh rồi sao nhỉ? Mình sẽ kiểm tra lần nữa cho chan 98 mảnh không? Tức phải tiêu 1.500 vàng thôi, nhưng mà đây thực ra có 500 điểm rồi không? 500 điểm rồi không? Bây giờ mình sẽ chỉ cần là thế nào? Tổng là 3.000 điểm trừ đi 500 điểm. Ở chia đôi ra vì cứ một vàng được 2 điểm mà. Thì cần tiêu 1.250 vàng thôi. Thế này đơn giản nhất là mình mua bánh mì thôi. Mình chia cho 5 vàng bánh mì thì mình chỉ cần mua 250 bánh mì. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, là mình đổi thôi. Mình chỉ cần làm những gì đủ theo yêu cầu của chủ nick thôi. Chứ mình chả cần dư làm gì cả. Dư cũng chả làm gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ được cái tinh đi Tiamat mình đủ 100 mảnh. Bây giờ tiến hành mình ghép nhá. Mình ghép vào đây bây giờ con Tiamat này. Có Tiamat thì cuộc sống lại tại thăng hoa rồi. Ở đây đội hình đang toàn Lucifer không? Thì bây giờ với cái đội hình toàn Lucifer này bạn sẽ chọn giải pháp nào? Đầu tiên bây giờ bạn ấn vào đây và xem tổng thể nhé. Từ đây mình là con này 84 này, con này 78 này, con này 46 này, con này 48 này, con này 46 không? Thì chắc chắn một điều bạn chuyển cho mình con to nhất sang không? Thì ta đổi con chuyển con to nhất để có Tiamat cao nhất có thể không? Nhưng mà để trước khi đổi con 84 này sang thì mình sẽ chuyển một con đó vào đó vào. Mình xác định con nào hủy đi. Con hủy đi sẽ là con thấp nhất. 84, 78, 48, 46, 46. Vậy sẽ đổi con 46 đi không? Có hai con 46 không? Bây giờ cất bớt một con vào trong động. Ở trong động tinh linh hiện tại đang có một con này. Những con tinh linh này hiện tại không cách nào lấy ra thì bạn ấn vào thả tinh linh. Để bạn lấy cái ma phấn để bạn tăng tốc lên. Tại vì để đây cũng không lấy ra ngoài đâu mà. Nên là thả đi. Bây giờ mình tiến hành mình cho con tinh linh vào nhé. Đây nhận quà đi. Mình tiến hành mình cho con tinh linh ở đây thì có con này 46 mình sẽ cho một con này vào, cho vào động. Sau khi cho vào động có một ô trống, bắt đầu mình sử dụng được con Tiamat vào, mình sẽ sử dụng. Khi đó Tiamat nhảy vào đây đúng không? Bây giờ mình tiến hành mình truyền qua, thì cái truyền này hiện tại ở thời điểm phiên bản hiện tại ấy, nó chưa có vật phẩm nào, cái vật phẩm ma trợ sinh mệnh nó chưa xuất hiện trong game đâu. Ở thời điểm mình quay video này là chưa xuất hiện nhé. Thế thành ra bạn sẽ chấp nhận là mất 500 vàng. Thì còn dư đúng 506 vàng tiện thôi. Còn nếu mà chủ đích hết vàng này bụi có thể đổi thêm vàng vào sau. Đây mình chỉ đổi cho vừa đủ cho video rồi thôi. Thì mình chuyển con 84 rồi sao? Và đây chọn cái con bên này nhận là con này level 1. Thì nó sẽ chuyển từ bên này sang. Thì chuyển từ con thấp lên con cao. Con phẩm chất thấp hơn hơn con phẩm chất cao hơn ấy. Thì nó sẽ giảm level đi một chút. Cũng giống như bạn chuyển từ đồ thấp lên đồ cao và bị tụt đi số cường hóa ấy. Nó thì tương đương như vậy thôi. Và ấn bắt đầu kế thừa mất 500 vàng. Ấn đồng ý. Nó chuyển lên đây là con này 73 không? Và cho cái con này sẽ con Verona này sẽ là con vứt đi. Cái con này sẽ là con vứt đi. Và cho cái con level 1 này vào trong động. Khi đó lại có một ô trống không? Thì bạn sẽ tiến hành vào trong động tinh linh này. Và lại thả con 46 này ra. Nhưng mà không phải thả tinh linh mà ấn vào thả vào rừng nhé. Khi đó con đấy lập tức nó chuyển vào trong cái ô này. Nó chuyển vào ô này rồi. Sau đó bây giờ trong động nó chỉ còn một con level 1 thôi. Thì con này mà tiến hành thả vào rừng để bạn lấy lại cái ma phấn thôi. Vì nó không thể rút ra ngoài được mà. Ấn có. Để lấy cái ma phấn. Như vậy là bạn đã có được con trang bị được con tia con Verona ở đây. Và bây giờ mình muốn con Verona cao hơn thì mình dồn ma phấn vào trong Verona. Còn bạn thích con khác cao hơn nữa thì đấy. Nhưng mà ở đây có lẽ mình sẽ dồn cho con Tiamat. Đúng không? Mình dùng con Tiamat cho nên cao hẳn đi. Mình thích như thế. Mình sẽ dồn hết vào. Thì mấy con kia nó xem nhau cũng tương đối vậy thôi. Rồi khi này mình dồn vào chắc chắn sẽ lên level rồi. Vì cái ma phấn cuối tăng rất nhiều. Chắc phải lên ít nhất là 75. Lên 75 đúng không? Bây giờ bây giờ mình tiến hành mình sau khi mình chuyển số con tinh linh ấy thì nó sẽ bị rời khỏi đồng đội. Bây giờ tiến hành mình ghép nó vào cho đúng đồng đội của nó. Bây giờ mình tiến hành mà ấn vào đồng đội. Mình thấy ở đây là con men đang trống không, mình sẽ cho một con. Nhưng ở đây mình nghĩ là chỉ cho con 46 thôi. Còn con Tiamat này, con Tiamat này sẽ vứt cho con chủ lực là con Sabo không? Ok không? Như vậy là mình đã có được một cái đội hình là gọi full tinh linh trở lại rồi. Và chắc chắn là nguyên sát thương thứ sẽ cao hơn và phần thưởng nó sẽ ngon hơn với các phần thưởng của Tiamat đây.
nó sẽ cao hơn hẳn với con Verona, và từ từ kiếm thêm các con nữa thì làm tương tự như vậy. Tức là mình sẽ chuyển cái con nào cao nhất sang một con mới, và mình lấy cái con mà sau khi chuyển xong ấy, tức là cái con đấy sẽ là con phân rã ra và để cái slot đấy cho một con khác nhảy vào, kiểu kiểu vậy. Như thế mình đã chuyển sang được con tinh linh không, và tăng được thêm cái trang sức không. Bây giờ mình xem là sau khi trang bị xong ấy thì liệu hồi sinh có bị ảnh hưởng không. Ở đây mình không nhớ chính xác nick để hồi sinh cái gì nữa. Trước mắt mình huấn luyện hộ chủ nick đã. Ngoài ra chủ nick bảo mình đi hộ Strong War nên chắc là mình sẽ đi hộ Strong War thôi. Nhưng mà trước khi đi mình phải kiểm tra lại xem một chút xem cái hồi sinh nó chuẩn chưa. Nhưng mà trước đây mình đã thấy cái này chưa xong nhiệm vụ hàng ngày cái thứ tinh tinh không. Đây nhiệm vụ hàng ngày cái thứ chưa xong, cái độ tích cực chưa xong thì mình sẽ làm qua chút cho chủ nick đã. Tại bây giờ nó sắp 4 giờ sáng rồi, nó đang gần 3 rưỡi rồi. Gần 3 rưỡi sáng sắp sửa sang ngày mới, sắp sửa bị reset rồi, mình phải hoàn thành một số cái nhiệm vụ đã. Chứ hôm nay bận rộn quá phải vào quay đêm một tí nên mình tranh thủ quay thôi. Nói chung mấy cái này thì làm nhanh thôi, mấy cái này cơ bản thôi. Làm tí nói chung là mỗi thứ tích tích mỗi thứ một tí ấy, thì bạn sẽ nhanh chóng là đủ được cái gì nó to lớn hơn. Mua chiến tích công hội một chút này. Tặng quà, tặng bừa một chút đi không? Chả mất gì mà không tặng à. Tiếp tục nữa là hội đàm này, này. Hội đàm đang 20 trên 20 hội đàm này. Nick này có hội đàm free không nhỉ? À đây có hội đàm free này. Vậy thì hãy hội đàm lấy vàng nhé. Những cái nick có hội đàm free hãy hội đàm lấy vàng nhé. Thường thì bạn chọn mức tầm 7 đến 8 vàng bạn nhận là đẹp. Thì tầm đấy là dễ ra. 8 vàng hơi ít ra tí nhưng mà 7 vàng nó hay ra nhiều. Thì bạn chọn mức đấy, còn 3 vàng đừng có lấy nhé. Vì bạn đang có hội đàm free mà. Hội đàm free nó lợi ở chỗ đấy. Thế còn tự nhiên bây giờ coi như bạn lấy được 7 vàng đi. 7 với 6 lần một ngày đi, 6 7 một ngày cho bạn 6 lần hội đàm đúng không? Vậy thì 6 với 7 là 42 đúng không? Hên hên mà được 8 vàng thì 6 8 48 không? Tự nhiên nó được thêm ít vàng tội gì không làm không? Nên ra mình cứ chọn lên tầm đấy đi. 5 vàng mình không lấy, mình cứ lấy 7 đến 8 vàng ấy. Thường 7 vàng nó sẽ ra nhiều nhá. 8 vàng thi thoảng ra thôi. Thực ra bạn kiên trì bạn chờ sẽ ra, tại vì bạn hội đàm vô số lần mà. Nhưng tuy nhiên là chờ mất nhiều thời gian quá thì chờ tầm 7 vàng là đẹp. Thường là như thế đó. Và thích bạn thích kiên trì bằng lãi thôi, bạn chờ bằng được 8 vàng bạn lấy. Thế tùy quan điểm từng bạn thôi. Và cái này xác định bạn nào mở hội đàm free xác định là phải mở phải chơi dài mới có lãi nhé. Tại vì khi mở bạn sẽ mất 10k vàng, tức là bạn phải chơi rất là dài thì bạn mới lãi được lại cái 10k vàng. Thì bây giờ bạn tính nhá 10k vàng nhé. Bây giờ mình cứ chia cho mỗi ngày là 7 vàng nên 6 6 7 42 chia 42 thôi. Như vậy là mình phải mất tầm 238 ngày để mà hồi được vàng không? Tức là từ ngày 239 bắt đầu bạn mới sinh lời. Đánh ra bạn xác định phải chơi dài mới mở hội đàm free nhé. Còn nếu bạn chơi ngắn quá hoặc là bạn không dư giả vàng ấy thì không không nên mở nhé. Và cái này dành cho ai đủ dư vàng để mà mở và xác định chơi dài ấy, thì mở cái này sẽ lợi. Và tầm này mình quay hơi nhiều có vẻ hơi mất giọng một tí mà mọi người thông cảm nhé. Nói hơi nhiều quá làm dài như hơi mất giọng rồi mình cảm giác như vậy. Chứ này phải kiên nhẫn chờ thôi. Chứ không không nên để mắc 20 cho 20 rất là phí không? Bây giờ 20 lần giả sử được 7 vàng đi, 27 14 140 vàng đấy. Không. Chúng ta không nên lãng phí như thế. Đây tận dụng cái hội đàm free của mình có. Mỗi ngày sẽ thêm bạn 6 lần nhé. Tức là mắc là cho tích tối đa 20 lần thôi. Tức là khoảng 3 ngày thì bạn phải nhặt ít nhất một lần, ít nhất là 6 lần. 3 ngày bạn phải tiến hành về hội đàm một lần. Nếu mà bạn thích tích lại làm một thẻ thì bạn để 3 ngày. Ok, chắc là tầm này thôi, mấy lần còn lại chủ đích tự làm nốt nhé. Mình bây giờ mình làm cái khác không con không qua 4 giờ mất. Ok, bây giờ mình đã mở hết này không? Coi như hòm hòm rồi. Bây giờ xem cái cây cây đã trả lời câu hỏi chưa đó. Đợt này nó có cái cây vấn đáp nên thành ra mình phải kiểm tra cái cây này nữa. Đây mình thấy chưa trả lời này. Điều quan trọng nhất là tấm lòng là câu của Sanji nhé. Tại sao Sanji dùng để tay để nấu ăn nhé? Brook là về 90 tuổi nhé. Nhưng mà cái này trả lời nhiều bạn sẽ nhớ hết thôi, nó không có gì là khó cả. Ở bây giờ cái Strong World không lo lắng, Strong World lúc nào đánh cũng được. Thì cơ bản mình làm xong nhiệm vụ hàng ngày thứ tinh tinh cho chủ đích rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là nhảy vào đây. Mình sẽ đánh thử một bạn nơi này để xem cái hồi sinh nó đúng chưa đã. À những cái này sẽ lên được cái thần thạch ấy nhỉ? Cái này như có lên được thần thạch không nhỉ? Đang hồi sinh con lo này. Bây giờ hồi sinh Syrah hoặc là Domingo là được. Tại mình nghĩ là nếu có thần thạch thì cái con Domingo, con Sabo sẽ là con cao máu ấy. Ok, hồi sinh hai con này được đấy. Tại vì lần nào bây giờ cái con Sabo tới treo thần thạch vào sẽ là con cao máu mà.
Xem thử Sabo nó có thần thạch chưa nào. Chưa có, mình nhớ mang má nick này lần trước như sắp đủ thần thạch cái sao. Đây có 76 mảnh này. Ở đây là 92 mảnh này. Ở vẫn chưa đủ à? 92, 76 rồi. Thế hôm đấy bạn bảo đủ thần thạch là của cái gì nhỉ? Trong đỉnh phong hay là đủ của cái nạp thẻ nhỉ? Ở đây mới được có 15 mảnh thôi. Ở đây 15 mảnh thôi. Mình nhớ bạn ấy bảo mình là lên cả thần thạch mà. 15 mảnh ở đây, 15 cộng với 76 không? Như vẫn chưa đủ không? 76 cộng với 15 ở đây là mới được có 91 thôi. À vậy chắc ý bạn mới bảo là bạn để 5k vàng dư chắc là để nạp đến cái mức 5k không? Là đến mức 5k để lấy 10 cái túi này để lên được cái thần thạch không? Ok, mình sẽ đổi thêm ít vào nhá. Mình nãy mình tưởng chỉ đổi mỗi trang sức nhưng mà này chắc là đổi thêm 4k vào nữa. Mình sẽ đổi thêm 4k vào nữa. Tại sao bảo sao để trong nick nhiều vàng đấy? Bây giờ mình nhớ ra, mình nhớ lúc nãy bạn bảo mình là đủ đổi cả được thần thạch mà. Thế ra mình sẽ tiến hành mình đổi thêm. Ở đây mình tiếp tục mình vào quy đổi nhé, thì lại mất công vào điện thoại tí. Chưa được không? Có lẽ là mình phải đăng nhập lại một chút thì mình có thể nó bị lag rồi. Mình nãy mình để điện thoại tắt thì nó có lẽ nhiều khi nó bị lag rồi. Chúng ta tắt điện thoại nó hơi phiền một tí. Dùng máy tính vẫn nhanh hơn mà nhiều khi nó bị cấm IP thành ra là hơi khổ. Bạn nào đăng nhập nhiều nick của mình sẽ biết cái cảm giác như thế này. Còn nếu bạn nào chỉ đăng nhập 1-2 nick thì không vấn đề đâu. Bạn đăng nhập được một số lượng nick nhất định thì nó bắt đầu mới cấm bạn. Thế nên mình cầm quá nhiều nick mà. Ok, vàng bắt đầu vào không? Mình đổi thêm 2k vàng nữa. Thực ra cái này có thể đổi lên 6k vàng cũng được để lấy cái kia nhưng mà từ từ đã. Ok nha bạn Xanh, bạn có gửi lời chào với mọi người nhé. Đây Xanh có trả lời chào, bây giờ Xanh đi ngủ à? Gần 4 giờ sáng đi ngủ đúng không? Ok nha, chúc ngủ ngon nhá. Bây giờ mình tiếp tục mình quay tiếp đã. Mình quay nốt cái này thì mình cũng đi ngủ thôi. Chúc mọi thứ quá nhiều dự định nên thành ra là cứ phải thức đêm thức hôm vậy. Ok rồi, mình đã đổi thêm đúng không? Giờ mình tiến hành mình nhận nốt quà này nhé. Còn 1k vàng ở trong tài khoản thì bạn ấy tùy cơ ứng biến nhá. Thì mình ở đây mình xử lý cho đủ cái này thôi. Ok, mình nhận này không thì mình sẽ đủ cái thần thạch. Thì bây giờ mình thấy là Sabo không hồi sinh ấy, chắc chắn cái thần thạch sẽ vứt cho Sabo. Tại vì là nào Sabo không hồi sinh rồi. Vậy thế sắp sửa đủ thêm viên này rồi. Đây mình sẽ sử dụng viên thần thạch và máu nhé. Đây mình thử đi đỉnh phong xem liệu có đủ được luôn không nhỉ. Mình thử vào đỉnh phong mình đi xem nào. À đỉnh phong đây đi hết rồi, đỉnh phong đi hết rồi. Không biết đã nhận hết quà đấy nhỉ. Nhận hết cái điểm của đỉnh phong chưa? Nếu mà điểm đỉnh phong đã nhận hết rồi thì chưa đủ, còn nếu mà chưa được nhận thì mình sẽ nhận. Đây mình xem qua đi xem nhận chưa nào. Ok, cái này là nhận hết rồi chưa đủ đúng không? Bây giờ mình trước đây mình thấy còn cái trang sức nữa. Đây có trang sức này nữa. Thì cái trang sức này là túi từ Thiên Đạo đến Tây Hà, mình xem nốt xem tăng được cái gì không? Thiên Đạo đến Tây Hà này. Đây là Tây Hà này, chưa có món nào này. Bắc Minh có hai món rồi. Bách Hoa này. Cái này trang sức này còn chống nhiều quá nhỉ, trang sức này chống nhiều quá không biết cái gì. Nếu mà thích ma công thiên phú tăng nữa thì sẽ chọn bộ thiên đạo. Còn nếu như mà thích như kiểu tăng nhanh nhẹn hay vật công thì bên này thì có lẽ mình đang hướng đến chọn bộ thiên đạo hơn. Mình thấy là mình muốn thêm về cái kiểu ma công thiên phú hơn. Thôi chắc mình chọn một món thiên đạo ấy. Mình chọn món thiên đạo và chọn luôn cái món đầu tiên để nó không phải trang sức cao nhất mà. Thiên đạo đến Tây Hà. Ở đây mình xem liệu còn cái trang sức ở bên trong nhé. Không có, chắc là chỉ có chọn tạm thiên đạo thôi. Rồi ok, đây mình thấy không có, mình chọn tạm món thiên đạo đấy. À từ từ, có bảo bôn lôi à? Mình xem thử cái bôn lôi đã. Nãy mình quên mình chưa nhìn cái đấy, mình xem nó đủ chưa đã. Đây cái này có hai món này, hay lấy cái này lấy dần tuyệt chiêu thiên phú nhỉ? Nick này có biết cái này là Rayleigh không nhỉ? Ma phòng thiên phú à? Không lấy dần hay lấy dần cái bôn lôi đi cũng được. Dần nào bây giờ cái này tận 6 món chắc chưa kịp đâu. Thôi lấy tạm cái bôn lôi, mình lấy tạm bôn lôi và lấy tạm một cái vật công đi. Cho lần lượt cho đủ dần đi.
Rồi không, trước mắt là như vậy đã. Sau đó bây giờ mình tiến hành mình test xem là liệu cái chuyển mấy cái hồi sinh thứ à hồi sinh ok không? Giờ vứt cái thần thạch vào chứ, quên mất vứt thần thạch vào. Bây giờ cái cường cái thần thạch lên xem có được level 15 nhá. Nếu được level 15 mình sẽ lên bậc 2 cho nó. Thiếu mà là 12 được. Mình sẽ dùng nó cái berry ra xem có lên được viên bậc 2 không nhé. Đây mình có berry ở đây này. Mình dùng hết đống này ra xem có lên được không. Tại vì lên bậc 2 mình tẩy luôn mình thể cho tiện. Mà nghe chừng nó khó, tầm này berry có vẻ hơi khó đấy. Nếu ăn cái cốt 1 tỷ berry hay đấu giá ở đấy thì sẽ được, nhưng mà đây nếu mà ăn ăn chay này thì có vẻ hơi khó. Cốt ở phần tích lũy thì mình chưa nhận, mình sợ bạn bán cốt hay không nên mình chưa dám nhận nhé. Mình chỉ đây mình chỉ nhận những thứ bên trong thôi. Túi hai kia cao cấp thì vứt vào trong. Giờ mình sẽ đào thử tí berry đã, mình đào thử đống berry xem có lên được từ mấy, mình nghĩ là không đủ. Tập này hơi ít, tập này hơi ít thì sợ không đủ. Bình thường nếu mà đua cây ác ma mà sẽ để đấy cống cây ác ma, đây mình cần lên cấp thì mình sẽ quy đổi ra cái ngọc kinh nghiệm nhé. Mình sẽ đổi cái viên 6 sao ra kinh nghiệm. Tại vì một viên 6 sao thường điểm rất là ít, nhưng nếu mà điểm đổi thành viên kinh nghiệm màu trắng trắng ấy thì nó sẽ được gần 1.000 điểm, nó sẽ được nhiều hơn nhé. Mà nghĩ cái chỗ này chắc không đủ lên level 15 đâu. Sẽ ấn nó quy đổi, bạn ấn cái chỗ đổi nhanh này, nó sẽ đổi hết thành viên màu trắng. Viên màu trắng sẽ được kinh nghiệm nhiều hơn là cái viên này nhé. Nếu mà để nguyên, nếu bạn để nguyên cái viên này để dung hợp ấy thì cái lượng mà bạn nhận được sẽ ít, nhưng mà nếu bạn quy đổi viên màu trắng bạn sẽ nhận được nhiều nhé. Đây bạn thứ hai bạn dung hợp vào trong. Rồi bạn dùng kinh nghiệm để tăng thêm nữa. Đây level 13 nhưng mà nói chung là lên cao hơn nữa có vẻ chưa đủ rồi. Mình xem còn berry không, mình còn một số túi berry đấy. Mình sợ không đủ để lên, mình sợ không đủ để lên. 100 triệu thì không ăn thua lắm không? Đây còn mấy cái túi haki à mấy cái túi berry nữa mở nốt đi. Tớ nhất là lên tầm 14 xong rồi hết. Lên 14 rồi hết thì cũng khổ lắm. Đây mình bắt đầu hơi khản giọng một tí các bạn thông cảm nhé. Nói chuyện nhiều quá đâm ra nó bị vậy. Đào hết cái đống này chắc cũng chỉ lên được cùng lắm là hên lắm là một level chắc không được cao hơn. Mà thôi lỡ lỡ mở thì bây giờ cố đào nốt thôi, chứ còn thực ra đúng ra mình không nên mở cái này vì nó không không nên cố được. Đào cái này sợ không nên nổi level 14 ấy chứ. Mình để chừa lại ít berry phòng bất trắc ấy, thì mình đào là chắc là để lại khoảng tầm 300 triệu đấy. Mình sợ đào nhiều quá không ai có gì cần berry cũng chết dở cơ. Tại vì đằng nào cũng không đủ lên cấp mà. Nên chừa vẫn chưa lên được kiên bậc 2 rồi. Ý mình xem đủ nguyên liệu lên bậc 2 không đã. Tại vì nhiều khi bây giờ có đủ level 15 mà chưa chắc có đủ nguyên liệu đâu. Xem nguyên liệu ở đây là 80 mấy à? À đó đủ đủ để lên viên bậc 2 đấy. Mỗi tội không đủ viên level viên này lên 15 thôi. Vẫn chưa đủ không? Thôi nói chung viên này chắc xác định là chưa lên được bậc 2. Nhưng mà thời vứt vào tăng máu đó. Thì nói chung vứt ở Sabo thôi, không phải suy nghĩ gì nhiều, vứt ở Sabo. Sau đây là viên bậc 2 rồi mình sẽ tẩy cái này lên rất mạnh nữa. Còn hiện tại chưa lên được đến chưa được mạnh lắm. Xem quà có gì dùng được luôn không nào? Quà có gì tăng được luôn không nhỉ? Lâu mình chưa xem pet nick này, không nhớ pet nick này nó mắc các thứ mấy cái kiểu tăng cấp được chưa. Đây vẫn chưa lên được cấp độ 10 này. Xem pet phụ một tí nữa. Con này anh chưa lên nữa, đang thiếu sách kỹ năng thần thánh không? Bên trong là có dư cái cuốn nào không? Đấy, giống như kiểu lần trước mình quay một nick khác thấy bên trong có rất là nhiều. Vào xem thử có hay không. Đây có là túi trọ báu vật 150 này. Berry thì thôi chứ berry thì ít lắm thì thôi chắc không không đủ đâu. Không đủ thì chắc là mình không 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 động vào. Ở đây tầm tầm này có vẻ mọi thứ gần như là hết rồi.
Có vẻ không không thêm được cái gì lắm. Tập này chắc không không kiếm thêm cái gì rồi. Ok, hôm nay này nói chung là cơ bản như vậy. Bây giờ đánh thử phát vào người 139 rồi. Nói chung là thành tích nổi bật là hôm nay là lên được. Lên được thiên phú lên x trừ rồi. Hôm nào mà rảnh rảnh tẩy tí báu thứ khác lên cao nữa không? Báu ở đây nói chung là tẩy, à báu ở đây tẩy hơi cao. Để hôm nào có thần thạch ấy, hôm nào có thần thạch tẩy lên chắc là sẽ mạnh lên một chút nữa. Ở đây nói chung mấy cái này mình chưa động đến, bây giờ chiến tích cái thứ không nhiều. Những cái khác không nhiều lắm thì nói chung là để tạm như vậy. Giờ nhảy vào đánh bừa bạn nào đó. Xem có đang ăn may mắn thì không nữa. Không ăn đúng không? Vậy đánh thử bạn S3 nào đó thôi. À bạn này có Rayleigh đánh không lại rồi. Đánh với bạn có Rayleigh thì không lại rồi. Đánh bạn có Rayleigh đánh thì kinh lắm. Nói chung là tạm thời thế này là ok về mặt hồi sinh rồi. Còn bây giờ đánh thì nói chung là tranh tướng thì đánh không lại. Đánh lại chắc là hên lắm mới lại rồi, chứ còn đánh này không lại rồi. Các bạn mình đang đánh bạn này hơi cao ấy, thì nó cảm giác vậy thôi. Nếu mà đánh các bạn hạng thấp hơn thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng đại khái nói chung là hồi sinh thì cơ bản như vậy rồi. Và đây những cái bước đầu khởi động không nó gần đây nó bắt đầu lên được thêm một gì, nó lên được thêm một cái vét quý tộc, nó lên được thêm mấy cái trang sức, nó được cái lợi thế như này có trái tên lửa, nó lên được phi thiên. Ngoài ra này bắt đầu tăng một số thứ kia, bắt đầu có thần thạch rồi, thì từ từ thời gian sẽ trôi qua sẽ mạnh dần lên. Rồi lúc trước đang bỏ bê rất nhiều, bây giờ mạnh dần dần lên thôi, chứ không để đòi hỏi nó mạnh luôn phát được không. Bây giờ mình sẽ kỳ vọng nó sẽ mạnh trong tương lai. Có lẽ bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà thấy video này thú vị với bạn có thể like cũng như là chia sẻ video. Ngoài ra có thể đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký, hay bấm vào nút chuông thông báo, hoặc là đăng ký hội viên hay donate cho mình nhé. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào các bạn nhé.